Dư tội quyển 3, chương 100 Họa từ trên trời rơi xuống 2. Dư tội lúc này ruột gan cùng cào như có dầu sôi bên trong Chỉ muốn nhanh chóng về đội tìm hiểu xem có chuyện gì Lại bị Dương Khương giữ lại ở đây Vùng mạnh tay thoát ra, nổi nóng, nói linh tinh Tôi có chuyện gì chứ, đây mới là chuyện của tôi Dù đào ba thước đất tôi cũng phải moi thằng khốn đó ra Cho nó một trận, có manh mối gì không? Không phải, không phải Cậu nghe tôi nói đã, cậu càng nói tôi càng cuốn người của ban đốc sát cũng tới bọn họ muốn tra từ trong hiệu lệnh tập hợp không phải là để đi tìm manh mối mà là muốn chúng ta tự tra nội bộ trước dương khương nói liếu lưỡi hả làm gì có chuyện như thế không tra manh mối mà lại tra người mình trước à dư tội càng nghe càng muốn nổi điên tra manh mối do đội trọng án đảm nhiệm đang làm rồi tự điều tra cũng bình thường thời gian áp giải là tùy cơ sao có thể bị người ta cướp liệu có phải nội bộ bắn tin không? Chúng ta từ trình tự bắt giữ, thẩm vấn có vấn đề hay không đều phải ra, nguyên nhân tập hợp chủ yếu do phân cục sợ chúng ta phẫn nộ báo thù. Cậu đừng nóng, trậm lông và thử tiêu bị trúng gạch, vấn đề không lớn, nhị đông được cấp cứu, qua cơn hiểm nghèo rồi, Dương Khương tuy là hiệp cảnh, nhưng ở trong đội chống trộm cấp 7-8 năm, nói chuyện đâu vào đó. Vấn đề không lớn à? Dư tội vung tay tác Dương Khương một cái, vậy tôi đập anh một viên gạch, anh phản ứng thế nào? Trước tiên là ngồi xuống suy nghĩ xem mình làm gì sai để người ta đánh cho à, chúng ta có vấn đề gì, suốt ngày lăn lộn ngoài đường bắt trộm, xảy ra chuyện lại còn do chúng ta sai. Không phải, cậu nghe tôi nói, là trình tự thẩm vấn, hôm qua cậu dọa cho nghi phạm ăn gián, nhớ không? Dương Khương biết tâm trạng dư tội đang rất tệ nên hết sức kiên nhẫn nói. Có cho ăn đâu, dọa mà không được à, các anh còn đấm đá chúng suốt ngày. Không xảy ra chuyện gì thì không sao, có thì thành sao rồi hiện bên đốc sát đang tra hỏi chị phượng lát nữa tới cậu đội trưởng bảo tôi nhắc cậu trước nghĩ kỹ phải nói gì à nghi phạm không đơn giản số xe điện hắn tiêu thụ trị giá mấy vạn đủ vài năm tù chắc bên ngoài biết hỏng rồi nên nảy ra ý này anh điên à cướp người tấn công cảnh sát vì sợ vài năm tù chúng chán sống rồi sao dư tội dần bình tĩnh hơn chưa chắc với người thường thì chán sống ai cậu tới đây chưa lâu nên không hiểu ở đây đa số là hiệp cảnh trước giờ chúng toàn thế liều lên là tấn công đoán chừng cho rằng thử tiêu nhị đông là hiệp cảnh cái gì tấn công hiệp cảnh thì được à dư tội chưa biết chuyện này chứ không à nếu có quan hệ có chỗ dựa đánh chúng tôi thoải mái cùng lắm bồi thường tiền thuốc men cậu đừng xem nhẹ nghi phạm lai lịch lớn lắm chúng ta vất vả bắt về sau đó điện thoại phân cục của đồn công an gọi tới thế là phải thả dương khương đã quá quen chẳng có mấy cảm xúc thật đúng là làm cảnh sát mà thế à làm đĩ cũng không phải chịu ấm ức như thế dư tội nói xong quay người đi luôn này 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 ngàn vạn lần đừng nói linh tinh dương khương đuổi theo thói đời này là thế đấy lời hắn càng nói càng nhỏ vì hai người đã nhìn thấy tổng đơn vị thấy phân cục trưởng dẫn người tới còn có xe đốc xác vào trong sân lại thấy thêm vài cái xe cảnh sát nữa. Lão Ngụy, cái trò gì thế hả? Vụ án này do đội trọng án chúng tôi tiếp nhận, sao bỗng dưng các anh xen vào, làm cái trò gì thế hả? Một người khá cao lớn, đen xì xì như hòn thang hùng hổ chất vấn phân cục trưởng Ngụy Trường Hà vừa béo vừa lùng. Đội phó tiêu, tôi chỉ nhận lệnh từ bên trên mà thôi, vụ án này giao cho đại đội 2, dù sao cũng là địa bàn của họ, chúng tôi phụ trách bảo vệ hiện trường, huống hồ vụ án này phải ra trong nội bộ các anh không tiện ngụy trường hà hết sức nhũng nhặn thầm chửi rủa ai lại phái thằng tiêu thành cương này xuống chứ không phải muốn loạn thêm à đội phó tiêu gằn giọng không tiện cái rắm thời gian đầu chính là thời điểm quan trọng nhất để lấy chứng cứ các người bày lắm trò để gì thế anh đợi chút ngụy trường hà nhìn thấy dư tội đi vào chỉ tầng hai mặt hầm hầm thái độ cực kỳ bất thiện tới phòng hội nghị lớn không được tùy tiện đi lại Dư tội ngạc nhiên, sao thái độ như với tội phạm thế, mắt không khỏi liếc qua người đen xì kia, trông rất thiện chiến, chuyện này nghiêm trọng hơn y tưởng tượng. Dương Khương nhanh tay kéo dư tội đi trước khi lãnh đạo nổi giận, phòng hội nghị cơ bản tập trung đầy đủ nhân viên tại chức của đội chống trộm cắp, ai nấy mặt u ám, giống như đều bị trúng một dao, hận không thể tâm tình báo thù trút lên đốc sát. Không khí vô cùng quỷ dị. Người bị tra hỏi đầu tiên là Lâm Tiểu Phượng, nữ cảnh đã phục vụ trong đội hơn 10 năm, Cô gần như đập bàn chửi nhau với đốc sát. Vì câu hỏi của họ xoáy vào vấn đề, sao ghi chép lời khai lại rõ ràng rành mạch thế này, phải chăng là dùng thủ đoạn bất chính? Vì sao khi thẩm vấn lại chỉ có một người? Khi đó thẩm vấn có rất nhiều người, nhưng Lâm Tiểu Phượng chỉ thừa nhận là do mình thẩm vấn, còn nghi phạm khai nhận rõ ràng vì hắn phạm nhiều tội, biết không thoát. Câu trả lời này rõ ràng là không thuyết phục được bên đốc sát bọn họ biết thủ đoạn của cảnh sát cơ sở chẳng kém nghi phạm là bao đầu tiên phải ra đây là chuyện đột xuất hay là dự mưu hoặc là báo thù thù riêng hay là chuyện công phân cục và chi đội trị an nghi nội bộ đội chống trộm cắp có vấn đề áp giải nghi phạm là chuyện bên ngoài không thể biết được thời điểm phải truy trong số đội viên bọn họ yêu cầu tất cả phải kê khai hành vi của mình từ lúc bắt nghi phạm về tới khi xảy ra chuyện cục trưởng ngụy không thể làm thế chứ đội viên của chúng tôi còn nằm trong phòng cấp cứu nghi phạm thì tiêu diêu, vậy mà các anh đi thẩm tra chúng tôi. Lưu Tinh Tinh như con khỉ lớn bị chọc giận, hùng hổ nói với phân cục trưởng vừa đi vào. Ngụy Trường Hà vừa phải nói hết nước hết cái mới đuổi được tên đội phó của đội trọng án đi, lòng đang chứa đầy lửa giận, chỉ mặt Lưu Tinh Tinh quát tháo, thương binh có bác sĩ phụ trách, nghi phạm có đại đội hai điều tra. Còn các anh do phân cục an bài, đó là lệnh trên cục thành phố, anh có ý kiến à? lưu tinh tinh mặt đỏ bừng bực thở hổn hển vì giận dù sao áp giải đánh mất nghi phạm đó là vết đen trong sự nghiệp cả đời không rửa sạch được bên mình đuối lý trước người ta lại là lãnh đạo giận cũng phải nuốt vào không ý kiến tốt vậy đem chuyện giả hạo thành nói chi tiết cho phân cục này lão lưu anh là đồng chí lâu năm sao không rõ tình thế nghi phạm này mà chưa đánh tiếng thì không đụng vào được đâu giờ hay rồi loạn hết rồi chừa đi nhé ngụy trường hà gọi một tiếng Hai nhân viên điều tra phân cục đi vào, mời Lưu Tinh Tinh ngồi xuống đối diện. Lưu Tinh Tinh châm thuốc hút, suy nghĩ lời cục trưởng ngụy, chuyện này không đơn giản nữa rồi, hàng loạt biểu hiện cho thấy có mùi mờ ám, nhưng giờ mũi giáo đang chỉ vào đội chống trộm cắp, hắn cần hóa giải tình thế đã, trên có chính sách thì dưới có đối sách, nói một câu làm người khác á khẩu, đừng hỏi tôi, tôi không biết. Chiều hôm qua tôi đi uống rượu, chẳng biết gì hết. Tiêu Thành Cương năm xưa lẻo đẻo theo sau giảng phàm giờ là đội phó đội trọng án rồi. Không lâu sau Lâm Tiểu Phượng mặt khó coi về phòng hội nghị lớn ở tầng 3, không nói không rằng, hai bàn tay nắm chặt như kìm nén vẫn nộ trực chờ bùng nổ. Kỳ thực không chỉ cô, những người khác trong đội đều thế, bầu không khí hết sức kìm nén, như chỉ chờ một đống lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Lúc này toàn bộ đội chống trộm cắp đã tập trung đầy đủ, người ban đốc sát mặt vô cảm phát cho mỗi người một tờ giấy, để tự ghi lại hành tung của mình hôm qua, cấm trao đổi. Nhưng có mà cấm được, ai nấy đều đang nguồn ngục phẫn nộ, chẳng coi mệnh lệnh đó ra gì, còn cố tình nói chuyện oan oan, bên đốc sát đành vờ không nghe thấy. Dư tội lén lúc đứng dậy, đi về phía lâm tiểu phượng tìm hiểu tình hình, theo cô kể hôm qua thu hoạch không tệ, thẩm vấn suốt cả đêm, ngủ được 2 tiếng. Tới tầm 5 giờ sáng, Lý Nhị Đông, Trậm Long, thử tiêu theo thông lệ đưa nghi phạm tới trại tạm giam chưa ra khỏi đội được bao lâu thì bị hai cái xe chặn đường ở đầu ngõ, không ai nghĩ gì, cho là đổ xe bừa bãi, không ngờ thử tiêu vừa xuống xe bảo bọn họ tránh đường bị tấn công từ phía sau, ba đánh tám, bọn họ không chống nổi. Lý Nhị Đông muốn kéo nghi phạm chạy về đội, đối phương liền đuổi theo đâm liền hai nhát, khi chi viện tới thì đối phương đã cướp nghi phạm đi rồi. Lâm Tiểu Phượng thở dài kết luận, chúng ta đã phải cục sắt rồi. Dư tội nghiến răng hỏi nhỏ, tôi chỉ không hiểu, người của chúng ta bị thương, sao khắp nơi chỉ mũi giáo về phía chúng ta. Tôi không rõ, họ tới rất nhanh, ra lệnh tập hợp rồi phong tỏa đội, kỳ thực nếu khi đó chúng ta toàn lực truy bắt thì khả năng bắt được rất cao, bây giờ đã 4 tiếng trôi qua, nghi phạm có ốc chó thì cũng rời đại nguyên rồi. Lâm Tiểu Phượng nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ sáng, cô hạ thấp giọng xuống, giả hạo thành tiêu thụ tan vật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng càng thẩm vấn tôi càng thấy bất thường, hắn mở một cái hiệu chuyên kinh doanh xe đạp điện lớn như vậy ngay đầu đường ổ thành sầm quốc chẳng lẽ còn thiếu vài đồng tiền lẻ về sau tôi thẩm vấn cả tên trộm xe vẫn bị giam trong đội cậu biết sao không cầu tuyết càng lăn càng lớn dư tội mặt âm u thấy chỉ có cách giải thích này thôi lớn hơn cậu nghĩ một giải đường ổ thành nổi tiếng là chỗ tiêu thụ tan vật trộm cắp chúng tôi nghe đồn thổi trong giới của bọn chúng từ lâu rồi nhưng ra không ra kênh tiêu thụ của chúng một cái xe điện không đáng kể, nhưng mỗi năm toàn thành phố mất bao nhiêu cái. Hơn nữa chúng không phải thu sao bán vậy, mà là tháo linh kiện, đặc biệt là ắc quy có thể bán tới giá trên 500. Vì thế ngay trong đêm tôi còn tới kho chứa hàng của hắn kiểm tra, dưới hầm của cửa hàng còn hơn 200 ắc quy, đều là loại qua sử dụng rồi. Nhiều thế kia à. Dư tội giật mình, tiêu thụ tan vật lớn thế này hiếm có lắm. Lâm Tiểu Phượng gật đầu, thậm chí khi đó cô còn chưa đếm kỹ, chỉ có thể là còn nhiều hơn chứ không ít hơn được đâu, khi đó tôi không thể xử lý, tạm thời phong tỏa, báo với đội trưởng. Đội trưởng vừa báo lên trên vừa xin bắt giữ, không ngờ chúng manh động như thế, dám tấn công cướp người. Chỗ dựa của hắn là gì? Dư tội hỏi vấn đề quan tâm nhất, đơn vị của bọn họ chỉ cấp phó khoa thôi, đồng trưởng đồng công an người ta còn cấp chính khoa. Không rõ, chỉ biết là không nhỏ, xảy ra chuyện một cái là đám người phân cục nhảy bổ vào kiếm chuyện với chúng ta như trách chúng ta lắm chuyện không nên bắt người vậy sáng nay tôi vừa mới biết chú giả hạo thành hình như là lãnh đạo khu cha hắn là giả chính quân là thương nhân cũng có sức ảnh hưởng tuy nhiều lần không xử lý được hắn sớm biết hắn không dễ đụng vào nhưng ai ngờ lâm tiểu phượng nghiến răng phẫn nộ điều không nói cũng rõ cảnh sát bao che tội phạm đã kích cả người mình còn chuyện gì uất ức hơn nữa không e hèm Viên đốc sát vô tình nghe thấy lời Lâm Tiểu Phượng, hắn giọng một tiếng nhắc nhở. Dư tội nhổ phẹt một bãi nước bọt, trừng mắt với viên đốc sát, từ từ nghĩ rõ vấn đề quái lạ bên trong, nào là cướp nhảy ra tấn công, nào là cảnh sát giữ người mình, giờ vụ án lên tới phân cục, lên tới cục thành phố, không có phần của đơn vị nhỏ bọn họ nữa. Cho dù là bại lộ thì lấy chuyện tập kích cảnh sát che đậy cùng di chuyển sự chú ý, không cần hoài nghi, dăm ba năm sau bắt nghi phạm về tự thú thế là chỉ còn là sự kiện tập kích cảnh sát từ thuở nào không ai chú ý, xử qua loa, chạy chọc lại nghênh ngang ngoài đường. Mẹ nó, đây là thời đại nhân dân tệ. Đừng kích động, hiện giờ đội trọng án đã tiếp nhận rồi, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, không cẩn thận là hủy luôn bản thân đấy. Lâm Tiểu Phượng nắm chặt tay dư tội giữ lại, biết bộ ba bọn họ cực kỳ thân thiết, sợ y không kiềm chế nổi làm chuyện quá khích, cho dù thường ngày y tỏ là trưởng thành chững chạc, thì ở cái tuổi này máu trong người vẫn là thứ máu nóng như dung nham một bên là cái đội bị coi như con ghẻ khó khăn lắm mới có chút thành tựu để mọi người nở mày nở mặt mọi người còn đang bàn tán cuối năm được thưởng thế nào một bên là bạn học là anh em sớm chiều có nhau bao năm phục một cái tất cả không còn chẳng biết ai sẽ phải gánh qua sự kiện này quán khí ngùn ngụt trong lòng dư tội không sao kiềm chế được nhưng y trải qua cả tuổi thơ thế này rồi càng giận y càng bình tĩnh chị lâm tôi muốn đi nhà xí Lâm Tiểu Phượng buông tay, dư tội sải bước đi, đám đồng đội nhìn thấy hai bàn tay bóp chặt tới không còn sắc máu của dư tội, đều đồng tình, ba người họ rất thân, mà giờ lại phải ngồi đây trơ mắt nhìn, trong khi anh là một cảnh sát, đặt vào địa vị bản thân, không ai chịu nổi hết. Đứng lại, không được đi lại tùy tiện. Một đốc sát đang thúc giục người khác viết lời khai, bị dư tội đi qua quệt phải, quát. Dư tội như bị điếc, vẫn đi ra cửa, Người còn lại nổi nóng đuổi theo nắm tay y kéo lại, có nghe thấy gì không, tố chất gì thế hả? Tôi đi vệ sinh. Nghe giọng dư tội thật khó nhận ra y đang nổi giận, ở chỗ rẻ, không xa, tôi lại chẳng chạy được. Đốc Sát hơi chút nghi hoặc, nhưng nhìn mặt y không phát hiện ra gì, thò đầu nhìn nhà vệ sinh, chẳng thể ngăn người ta, phất tay, đi đi, nhanh lên đấy. Trong phòng chẳng hiểu vì sao mà rộ lên tràn cười, hai Đốc Sát hoang mang, còn dư tội thì bỗng nhiên không đi nữa đứng ở bên cửa, viên đốc sát nhíu mày, sao còn chưa đi? Tôi không muốn đi nữa, mà hai anh là ai? Sao cứ ngồi chồng hổn ở đây như khỉ đầu chó thế? Dư tội nhếch mép hỏi, bộ dạng rất đáng ăn đòn, làm tiếng cười càng lớn. Hai viên đốc sát bị y khiêu khích tới tím mặt, chỉ là hoang mang không rõ chuyện gì, càng không rõ vì sao người này đột nhiên trở mặt. Đốc sát cao cao chỉ mặt dư tội, cậu vừa nói cái gì, cậu thử nói lại xem nào. Cậu tên là gì, số hiệu bao nhiêu? Hay là hiệp cảnh? Người còn lại cũng không khách khí nữa, vì dư tội không mặc đồng phục nên họ không biết y có phải là cảnh sát biên chế hay không. Đốc sát chính là cảnh sát trong cảnh sát, chuyên quản lý các loại cảnh sát, bọn họ có loại cảnh hàm khác, đội mũ cảnh sát màu trắng, dù là cảnh sát biên chế có chữ trưởng đối diện với đốc sát cũng phải cúi đầu. Hai bên cương một cái, trong phòng yên tĩnh ngay, sợ xảy ra chuyện, ai nấy đã nhìn ra động tác nhỏ của dư tội. Chính là cố ý gây sự đấy, dư tội khinh khỉnh, vên váo nhỉ, các anh là cảnh sát à. Ở đây chưa nói đầy đủ vai trò của đốc sát rồi đội trọng án vân vân. Vì những điều này bên hát qua nói rõ rồi, tác giả không lặp lại. Thế nên mới nói hát qua là nền tảng của tất cả chuyện của lão thường. Cái gì? Hai đốc sát ngẩn ra, nghe không nhầm, nhìn dư tội chầm chầm, không biết có nên bắt giam người này ngay không? điều lệ cảnh sát quy định khi chấp hành công vụ phải đưa ra giấy chứng nhận từ lúc tôi đi qua cửa chỉ thấy các anh đi qua đi lại diễu võ dương oai quát người này lệnh người kia ở đây đều là những người liều mạng ở tuyến đầu lại còn có người anh em đang nằm trong bệnh viện ai cũng nóng lòng tìm ra hung thủ nhưng lại có kẻ ngăn cản cảnh sát truy bắt tội phạm lại còn trông coi chúng tôi như phạm nhân tôi hỏi lại các anh có phải là cảnh sát không hay là thứ giả mạo mang giấy tờ ra đây Dư tội mặt âm trầm lời lẽ đanh thép. Tôi cũng chưa thấy họ mang giấy tờ ra lần nào đã quát tháo mọi người. Đúng, đưa giấy tờ ra đây, làm theo luật. Phía dưới tích tụ bất mãn đã lâu nhau nhau hưởng ứng. Đốc sát cao cho tay vào túi, đột nhiên toàn thân rung lên, trố mắt, vị còn lại cũng sờ hết túi này tới túi kia, lúng túng như gà mắt tóc, chợt nhìn thấy có người nén cười, hiểu ra, người cao chỉ mặt dư tội, nói không lựa lời, mày, mày là thằng ăn trộm nói lại lần nữa xem. Nếu không lấy giấy tờ ra, chúng tôi coi là giả mạo. Anh nói tôi là ăn trộm chứ gì? Bằng câu nói này chứng tỏ anh có vấn đề nhận thức và tư tưởng nghiêm trọng. Dư tội tiến tới một bước, ánh mắt cực kỳ dễ sợ, quát, lui ra sau. Hai người kia là dân làm việc văn phòng, sao chống nổi khí thế của người từng là ông trùng buôn lậu, bất giác lùi lại, trầm một cái. Dư tội đóng cửa lại, hai đốc sát trố mắt, bộ trang phục đốc sát có thể trấn nhiếp bất kỳ loại cảnh sát nào, hôm nay mất tác dụng. Giấy tờ sớm sang tay rồi, lúc đi qua bọn họ, dư tội đã trộm mất, đã thế y còn chưa buông tha, quát, ngồi xuống. Cái? Cái gì? Cậu dám? Đốc sát cao tức tới run rẩy. Cảnh sát đây, ngồi xuống tiếp nhận tra hỏi. Dư tội lấy phù hiệu cảnh sát của mình, trong phòng ầm ầm quát tháo trợ uy, Hai đốc xác nhìn nhau, giữa tiếng quát mắng không ngớt bên tai, đành từ từ ngồi xuống. Không nên chọc giận đám đông, kẻ ngốc cũng biết điều ấy, hai đốc xác đành cắn răng nhịn nhục, dư tội thì không biết điều, chống đối cấp trên đã không thể chấp nhận, huống hồ người ta là đốc xác. Ai cũng biết làm thế là sai, nhưng có khoái cảm tràn ngập trong lòng ác hết, Lâm Tiểu Phượng cũng chỉ biết thở dài, ngay từ lúc dư tội ăn trộm giấy tờ của hai vị đốc xác là không thể vãn hồi nữa, cho nên về sau ngăn cản là vô nghĩa dư tội có thể nói từ bé tới lớn trừ cha y thì chỉ có một con chó và mấy người anh em đó thôi thường ngày anh em cãi vã công kích chơi xấu nhau đấy nhưng khi ai đó xảy ra chuyện là vấn đề khác rồi đi tới trước mặt hai viên đốc xác tôi nghe nói nhị đông bị đâm hai dao anh ấy không chỉ là anh em của tôi còn là anh em của các anh tôi nghĩ nếu như tôi bị đâm còn anh em sớm tối có nhau lại như đám con rùa co ro trong mai không làm gì cả thì con mẹ nó tôi sẽ vô cùng nguội lạnh con mẹ nó, lão tử chịu đủ rồi. Dương Khương không nhịn được nữa đứng bật dậy, chỉ là đứng lên rồi mới phát hiện chỉ có một mình mình, hơi hoảng, đây là chuyện liên quan tới bát cơm, kích động chỉ hỏng chuyện. Lần này nhị đông gặp nạn, chúng ta không lên tiếng, chỉ đứng nhìn, lần sau là tôi, các anh cũng đứng nhìn, lần sau là một trong số các anh, người khác đứng nhìn. Đến bọn trộm còn biết đoàn kết bảo vệ nhau, còn chúng ta trơ mắt nhìn. Dư tội chỉ lặp đi lặp lại vài chữ, mỗi chữ gần như cực kỳ kiềm chế mới nói được trọn vẹn đi nào dương khương chẳng qua là lũ trộm thôi hai ta cũng bắt được bài diễn thuyết không hào hùng nhưng cảm xúc trong từng lời nói khiến hốc mắt người ta cay xè dương khương lúc này bất chấp luôn rồi chạy theo dư tội cả tôi nữa ai ngờ người lên tiếng đi theo là lâm tiểu phượng tôi nữa cả tôi khi một người kích động rất dễ có sức cảm nhiễm đây là hiệu ứng đám đông hơn 40 đội viên đứng lên, ào ào tranh nhau ra khỏi phòng. Hai vị đốc sát sợ thật rồi, chuyện này về đơn vị, bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm, đồng thời cũng thầm kêu may mắn vừa xong không ngoan ngồi xuống, nếu không chẳng biết chuyện gì. Cục trưởng ngụy Vốn ở trong phòng đồn trưởng nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng chạy ra xem, thấy cảnh tượng kia, trượt chân một cái, loạn choạng vịn vào tường đứng thẳng được, mặt cắt không ra máu, cuốn quyết đuổi theo, làm cái gì thế kia, quay về cho tôi, quay về, có nghe không, không hả? Không ít người quay đầu, nhưng là để nhổ một bãi nước bọt về phía tên lùng béo ú đáng tẩm đó. Nghi phạm nhiều lần bị bắt không ít lần trong đó chính là vị phân cục trưởng ngụy này gọi điện yêu cầu thả người, lần trước giả hạo thành kiện vì bị đánh còn tới chửi mắng họ, lúc này trong mắt đám đông phẫn nộ. Ngụy trường hà khó tránh khỏi hiềm nghi chân trong chân ngoài với tội phạm. Các người, các người, mặc dù nước bọt nhổ từ xa, không tới được, nhưng sỉ nhục đó quá rõ ràng, Cục trưởng Ngụy nổi cơn lôi đình đứng trên tầng viện lan can quát tháo cảnh sát phân cục ngăn cản, "Phản rồi, phản rồi, người đâu, cản lại, cản lại cho tôi, không để ai thoát." Phân đội Hạnh Hoa có mười mấy người đang canh giữ nơi này, nhìn thấy đám đông ùng ùng kéo ra tức thì tay nắm tay tạo thành tường người trắng ở trước cổng lớn, một vị hô, "Các anh em, đội trọng án tiếp nhận vụ này rồi, đừng kích động." "Mọi người, đừng làm phức tạp thêm nữa, tôi biết mọi người đang phẫn nộ, nhưng tin vào tổ chức Giả sử đây là đội ngũ toàn cảnh sát chính thức, chắc chắn không thể xảy ra chuyện này, nhưng đội chống trộm cắp thì phần lớn là hiệp cảnh, hôm qua còn lang thang ngoài đường, hôm nay có thể khoác lên người bộ cảnh phục không có cảnh hàm rồi, bình thường đã gặp nhiều đối đãi bất công, chuyện này hôm nay chỉ có thể coi là tức nước vỡ bờ. Lũ vô tổ chức, đứng lại, đứng lại, tôi sẽ khai trừ tất cả các người, các người nghĩ đây là đâu, muốn đi là đi à. Ngụy trường hà mặt tím như gan lợn ở sau chỉ tay chửi mắng các anh thực sự muốn ngăn chúng tôi à? Lời này không có chút tác dụng gì, còn như đổ dầu vào lửa, đoàn người đội chống buôn trộm cắp chân không ngừng, hai bên bắt đầu đùng đẩy nhau. Đột nhiên thấy lão thử tay cầm cái thắt lưng, cảnh sát kia quần tục tới gối, những người khác tức thì hiểu ngay, trong đội ai chẳng có chút mánh khóe trộm cắp, thấy sao học vậy, từng người tan vỡ, bị bốn mấy người tràn qua. Cả đám cảnh sát phân cục tay giữ thắt lưng bàn hoàng nhìn cảnh tượng chưa bao giờ có, một cảnh sát đứng tuổi đá đít một người trẻ hơn định đuổi cút về gặp được đồng đội như vậy không dễ để họ đi đi lần này phân cục chúng ta làm việc không phải rõ ràng có kẻ dở trò vậy mà đi chèn ép người mình lão ngô đừng nói nữa vì cái mồm thối này mà anh vẫn lẹt đẹt không thăng chức được đấy người sáng mắt không ít chẳng qua không dám nói ra thôi phân cục trưởng ngụy dậm chân trước cổng chửi bới khản giọng không tác dụng gì đoàn người kia chạy đi gây náo loạn cả ngõ rồi Khoảng hốt chạy lên phòng hội nghị, mở cửa giải cứu cho hai vị đốc sát, rối rít xin lỗi. Sau đó chạy lên văn phòng đội trưởng, vỗ bàn quát tháo: Lão Lưu, anh xem đi, anh dẫn dắt đội ngũ kiểu gì thế hả? Dám xem thường cấp trên, thoát ly chỉ huy. Tôi ra lệnh cho anh, lập tức gọi họ về đội. Cục trưởng Ngụy, anh quên là vừa nãy tuyên bố tôi bị đình chỉ điều tra à? Tôi lấy cái gì mà chỉ huy? Lưu Tinh Tinh ngồi nguyên tại chỗ, nhả từng làn khói hết sức nhàn nhã chỉ chỉ tay hai cảnh sát ngồi trước mặt, "Anh xem, tôi đang bị tra hỏi kìa." "Anh, anh, Ngụy Trường Hà run rẩy nói không ra lời, "Không xong, không xong rồi, xảy ra chuyện này, hắn cũng bị nghi ngờ năng lực chỉ huy đội ngũ, không khéo ghế khó giữ, cái ghế này mà mất, vô số kẻ sẽ trèo lên đầu lên cổ hắn." Vội vội vàng vàng ra ngoài tay bấm số gọi lên trên cục. Vẫn nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng cười quái dị của Lưu Tinh Tinh. Chuyện xảy ra vào lúc 9 giờ 20 phút lúc này vì một cảnh sát bị đâm, chi cục trưởng hình sự khổng khánh nghiệp phẫn nộ gửi ngay đội trọng án xuống điều tra, đồng thời thông báo lên trên cục tổ chức hội nghị ứng phó khẩn cấp. Kết quả bên trên lấy lý do địa điểm xảy ra vụ án thuộc khu vực quản lý của đại đội hình cảnh số 2, bọn họ thông thuộc địa bàn hơn cho nên rút đội trọng án về thay bằng đại đội 2. Không ngờ mệnh lệnh vừa in thành văn bản, đội trọng án vừa rút đi thì nhận được tin tức do phân cục trưởng ngụy Trường Hà báo lên, toàn bộ đội viên đại đội điều tra tội phạm đường phố kháng lệnh, thoát ly chỉ huy của tổ chức. Nghe nói Cục trưởng Vương khi đó đập vỡ điện thoại giữa hội nghị, mệnh lệnh toàn thể đốc sát thành phố xuất quân bắt người, cảnh sát thì thu hồi phù hiệu, bắt giam cảnh tỉnh, hiệp cảnh thì khai trừ tại chỗ. Ồ, vạn qua, chuyện gì thế? Hứa Bình Thu ở trên xe nhận được điện thoại của Thiệu Vạn Qua, ông ta vừa đi chuyến dài trăm km, mệt mỏi khép mắt dưỡng thần, mới nghe mấy câu trên điện thoại vội vàng bảo lái xe mau mau đổ lại lái xe ngạc nhiên sử trưởng hứa đang ở đường cao tốc phải tới đầu đường tiếp theo mới dừng được hứa bình thu phất tay ra hiệu đừng lên tiếng hỏi gấp vào điện thoại tin tức chắc chắn chứ ai ra lệnh không sai ạ à, cục trưởng vương ra lệnh rút đội trọng án về cũng chính ông ấy ra lệnh bắt người giờ trên cục sắp lên cân hết rồi đội chống trộm cắp kháng lệnh tập thể toàn bộ đốc sát thành phố ra quân còn thông báo chính thức qua điện thoại cảnh vụ trong điện thoại thiệu vang qua trả lời bằng giọng điệu rất kỳ quái giống mỉa mai ngu xuẩn ngu xuẩn hứa bình thu mặt tối sầm người bị thương thì sao là lý nhị đông ạ à, không biết sử trưởng có nhớ không cậu ta vốn ở đại đội 2, sau đó chuyển sang đội chống trộm cắp bị đâm hai phát vào bụng vẫn đang phẫu thuật nhưng không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa hai người còn lại bị thương nhẹ theo tình huống tôi nắm bắt được bọn họ bị tập kích khi áp giải nghi phạm, chi tiết hơn thì không tra được vì khi tôi tới nơi thì cả đội chống trộm cắp chỉ còn lại đội trưởng thôi. Vụ án này phải tốt chiến tốt thắng, tập trung lực lượng trong đội bắt nghi phạm đào thoát. Đúng rồi, mấy người bọn họ tình huống thế nào, có gì báo khẩn cho tôi. Hứa Bình thu cúp điện thoại, người bị thương là Lý Nhị Đông thì trong chuyện này khó thiếu phần của dư tội, nghĩ một lúc bất chấp vừa mới rời đại nguyên, ra lệnh quay về, lái xe tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nhanh chóng nghe theo. Không dùng ngay người đội chống trộm cắp, lại giao cho phân cục, rồi đã phái đội trọng án rồi còn rút về, từ đội trọng án lại chuyển trách nhiệm cho đại đội 2. Nhìn có vẻ như thể hiện sự coi trọng với vụ án, nhưng hứa bình thu quá hiểu mánh khóe trong đó, càng nhiều lực lượng trách nhiệm chồng chéo, tham gia, càng thêm rối, càng kéo chân nhau. Rốt cuộc ông không nhịn được đấm bàn, nói thành tiếng, ngu xuẩn, ngu xuẩn, có kẻ dở trò bẩn thiểu, vương thiếu phong ứng phó càng ngu ngốc thế này thành chuyện lớn rồi thiệu vạn qua cúp điện thoại xong nhìn thấy tiếng tin vội vàng chạy ra đậu hiểu ba dìu thử tiêu đầu cuốn mấy vòng băng trắng dày mặt tái đi vì mất máu thảm hại vô cùng trương mãnh và hùng kiếm phi hai tay nắm chặt thi thoảng lại đứng bật dậy lạc gia long bần thần nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật ngô quang vũ áp giọng gọi điện thoại mắt đỏ ngầu thiệu vạn qua vừa bước vào gặp cảnh này thì hơi bất ngờ Lý Nhị Đông thường ngày mồm rất thối, nói chuyện không qua đầu óc, mất lòng người khác, lại có nhiều người quan tâm như thế, ít nhất đám người đại đội 2 đều bỏ việc tới đây rồi. Cảnh sát là tập thể đặc thù, công tác đặc thù, đặc biệt là người tuyến đầu thường đối diện với nguy hiểm, có tình cảm gần như máu mũ tình thâm, đơn giản mà nói gọi nhau là anh em, còn thăng khích hơn cả anh em. Tin, tôn nghệ hất ha hất hải từ trong thang máy chạy ra, theo sau là Chu Văn Quyên thở hồng hộc, cô gái ít nói hỏi gấp, đội trưởng Thiệu, bạn học của chúng tôi đâu? Chỗ kia. Thiệu vạn qua chỉ tay đám người đang đứng ngồi không yên, lòng hâm mộ lắm. Hành lang dài im phăng phát, từng giây từng phút qua đi, đến khi đèn báo hiệu ở cửa phòng cấp cứu chuyển màu, tất cả đứng bật dậy, bác sĩ đi ra không cần hỏi đã trấn an mọi người, không sao, ổn rồi, sẽ hồi phục nhanh thôi. Nói nghe đơn giản, nhưng phẫu thuật mấy tiếng liền, ai cũng biết người anh em mình vừa từ quỷ môn quan về, mừng mừng tuổi tuổi, cảm ơn loạn xạ một hồi tim quay về chỗ đến lúc tính sổ trương mảnh chỉ mặt thử tiêu con mẹ nó cậu làm ăn kiểu gì sao để lão nhị bị đâm thành ra như thế công nghệ càng gay gắt thằng chó này vốn tham sống sợ chết xảy ra chuyện chắc chắn nó chạy nhanh hơn thỏ tôi bị oan thử tiêu vừa nói to một cái đầu lại ong ong mắt hoa lên đối diện với sự chỉ trích của đám anh em đành nhịn đau mà kể khổ tôi vừa xuống xe một cái thì bị người ta cầm gạch đập vào đầu bảy tám tên xông lên tôi chẳng phải siêu nhân làm sao cản được chẳng ai thèm để ý tới hắn cửa phòng cấp cứu mở ra lý nhị đông gây mê cục bộ nên vẫn còn tương đối tỉnh táo nhưng yếu tới mức không thể nói gì mí mắt sụp xuống cố ngước mắt nhìn đám anh em cười với chu văn quyên đứng gần mình nhất chu văn quyên mắt ương ước nắm tay hắn nói vài câu vỗ về Dừng được đẩy qua đám đông không ngờ thấy cả đội trưởng cũ thiệu vạn qua môi mấp máy hắn muốn nói mình không làm mất mặt cảnh sát hắn rời đại đội hai không phải vì nhát gan mà ở đó không hợp đội chống trộm cắp họ còn nguy hiểm hơn thiệu vạn qua đưa tay ra hiệu là động tác khi đột kích và bắt giữ mới dùng ý tứ là người anh em bảo trọng hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra theo gò má lý nhị đông thiệu vạn qua xua tay để mọi người tránh đường cho xe đi vào phòng bệnh thử tiêu lau nước mắt ấm ức bật khóc bằng vào cái gì lại trách tôi sớm biết như vậy tôi tự đâm vài dao cho rồi thiệu vạn qua trừng mắt với đám kia không cho ai lên tiếng đừng khóc nữa bây giờ không phải lúc khóc cậu ở hiện trường giờ cần cậu cung cấp tư liệu chi tiết có nhìn thấy là ai không không thấy bọn chúng đều đeo khẩu trang thử tiêu khẽ lắc đầu giây phút kinh hồn đó kỳ thực chỉ có vài giây hai chiếc xe đột nhiên chặn cửa ngõ hắn vanh gấp đâm xiên vào một xe sau đó thấy một đám người đeo khẩu trang cầm vũ khí nhảy xuống khi biết sợ thì bị đánh ngất biển số xe thì sao lúc đó đám người cầm vũ khí xông tới tôi lại đi xem biển số xe à còn thể hình đặc trưng lúc đó trời còn chưa sáng làm sao thấy cái gì chúng lại đeo khẩu trang đều là nam thế có tính không thử tiêu cảm giác mình đang bị thẩm vấn tức tối nói mấy câu giận dỗi hắn thấy mình oan vô kể chỉ vì bị thương không nặng bằng lý nhị đông mà bị chỉ trích thiệu vạn qua xua tay giao thử tiêu cho hai cảnh sát đi cùng quay sang hỏi hiệp cảnh mà mọi người đều gọi là rậm lông cơ bản tình hình giống nhau chúng đeo khẩu trang đánh ngất thử tiêu lái xe và rậm lâm ở ghế phụ lái lý nhị đông mở cửa sau kéo nghi phạm chạy về đội bị một tên đuổi theo dùng dao đâm không cung cấp được manh mối giá trị hơn trậm lông cũng hổ thẹn tự trách giống thử tiêu nói thế nào thì cũng là cảnh sát lần này mất mặt lớn không hỏi thêm được bất kỳ thông tin hữu ích nào trạng thái tinh thần của thử tiêu lại không tốt, bác sĩ xuất hiện tỏ ra rất không vui, nói hai bệnh nhân này từ lúc vào viện còn chưa nghỉ ngơi. Thiệu vạn qua đành thôi không hỏi nữa, bảo những người trong đội đưa hai người về phòng nghỉ ngơi trước, xuống lầu thấy giải băng đứng tựa vào bên tường mới nhận ra hắn không lên cùng mình, lấy làm lạ hỏi, sao cậu không lên trên đó, đứng đây làm cái gì? Lúc ở trường bọn họ không thích tôi, chẳng cần lên làm gì, đội trưởng thiệu, tình hình ra sao? Giải băng đi luôn vào chủ đề, chưa đầy một năm mà soái ca đã đen đi không ít, điều này không làm ảnh hưởng tới khí chất văn nhã của hắn, trái lại lại còn làm tăng vẻ thành thục nam tính, đặc biệt ánh mắt mang chút u sầu đúng là sát thủ thiếu nữ. Đứng một lúc đã làm không ít y tá đi qua không nở rời bước. Chả ra sao cả, nghiêm đức tiêu và mau chí cao bị đánh ngất, chẳng biết gì, lý nhị đông thì chưa thể hỏi, nhưng tôi đoán chừng cậu ta cũng chẳng thể nói được gì hơn đâu, vì đối phương đều đeo khẩu trang, trời thì tối, lại tập kích bất ngờ, khó lắm. Thiệu vạn qua gặp khó, vụ tập kích cảnh sát này giao cho đại đội 2, ai ngờ lại là người quen. Vậy thì phải nhờ tới đội chống trộm cắp, đó là địa bàn của bọn họ, chỉ bọn họ mới biết rõ nhất, không chừng bọn họ sớm biết là ai ra tay rồi. Giải băng đúng là nhập nghề rất nhanh, chỉ trúng ngay điểm mấu chốt vụ án. Thiệu vạn qua cười nhạt xua tay, cậu không biết rồi, đội chống trộm cắp tập thể kháng lệnh, người bạn học kia của cậu dẫn toàn thể đội viên nổi giận bỏ đi, giờ đốc sát đi khắp nơi truy lùng. Ai, tôi không thể không thừa nhận, khóa các cậu nhiều yêu nghiệp, cậu ta là thứ yêu nghiệp nhất, nhưng mà lần này thì xong rồi, cởi áo là cái chắc. Kháng lệnh tập thể ư. Giải băng liếu lưỡi, sao lại xảy ra chuyện như thế được, dư tội sao? Thiệu vạn qua gật đầu, có chút núi tiếc không sớm biết thứ yêu nghiệt này, nếu dùng tinh thần bất chấp đó vào chính đạo, còn sợ có thứ tội phạm nào không cúi đầu à? Giải băng đang nghe chuyện trên TV audio CV khựng lại một bước, nghe hành vi phá luật của dư tội, hắn không tán thành xong có chút khâm phục, lắc đầu nuối tiếc, trong đội ngũ này, không chấp nhận kẻ kháng lệnh như cậu ta, dù trăm ngàn lý do chính đáng tới mấy thì cũng chỉ có một kết cục. Lúc này là 10 giờ 50 phút sáng, hiện trường sơ bộ kiểm tra xong, đội 2 đưa hai tổ tham gia vào quá trình điều tra và truy bắt hiềm nghi, không có gì bất ngờ, Lý Nhị Đông cũng không cung cấp được manh mối giá trị, chỉ miêu tả được chiều cao. Bất ngờ lại xảy ra, chi đội trưởng Khổng Khánh Nghiệp lại chỉ thị làm rõ nội tình đội chống trộm cắp, khả năng có người tiết lộ tin tức, có thể qua đó truy ra nghi phạm bỏ trốn. Hành động can dự trắng trợn tới hướng đi vụ án này làm thiệu vạn qua không thể không suy nghĩ sâu hơn về vụ án đã rất có vấn đề này. 11 giờ 4 chiếc xe của ban đốc sát cục công an thành phố bao vây 7 người ở một quán ăn đường vành đai phía nam, bảy thành viên của đội chống trộm cắp. Xác minh thân phận, toàn là hiệp cảnh, ít tuổi nhất 21 tuổi, nhiều nhất 30, đang uống rượu nghiến răng nghiến lợi thương lượng gì đó. Khi đốc sát tuyên bố giải trừ hợp đồng, thu hồi lại giấy tờ và công cụ, vốn tưởng phải đe dọa một phen, không ngờ bị người ta tới tấp ném vào mặt. Đốc sát dẫn đội tống tấn dương tới từ cơ sở, hắn nhận ra người lớn tuổi nhất trong nhóm này là cư quang minh, từng được Cục Công an biểu dương, nhìn bảy người ai nấy mặt đỏ bừng bừng, bình tĩnh hỏi chuyện, lão cư, tôi nhận ra anh, năm ngoái trong lễ biểu dương nhân vật tấm gương cơ sở còn có anh, anh là đồng chí lâu năm, sao lại làm chuyện này? Hiệp cảnh không mấy cơ hội được biểu dương, cư quan minh do bắt trộm bị thương mới được, nếu là cảnh sát chính thức thì sớm thăng chức rồi. Cư quan minh cầm chai rượu tu ừng ực, đập xuống cái rầm, đúng thế, tôi là đồng chí lâu năm, làm hiệp cảnh 8 năm rồi, đổ máu rồi, đến kháng chiến cũng thắng lợi rồi, vậy mà tôi thì không được cho lên chính chức. Lão tử hôm nay không làm hiệp cảnh thì vẫn phải làm con người, không giống lũ chó nào đó, anh em ở phía trước liều mạng, đổ máu rồi, còn lũ chó ở ở phía sau cắn thêm một phát, cái thứ tổ chức như thế lão tử không cần nữa. Mọi người đi thôi. Bảy người đá ghế ném đũa, đi theo cư quan mình, còn nhổ nước bọt về phía đám đốc sát ăn mặc chỉnh chu, bên đốc sát không ai nói gì, lòng mỗi người tự có cán cân, 8 năm không được chuyển chính chức Lại còn là cảnh sát được khen thưởng Đúng là bất công Chuyện này hỏng rồi Phải có ẩn tình Bên trên làm sao thế Không nắm được tình thế à Chẳng lẽ định thanh trừ toàn bộ đội chống trộm cắp Hiệp cảnh tuy bị chỉ trích Nhưng tuyệt đại đa số cảnh vụ cơ sở do họ làm Ít nhất họ dễ được mọi người đồng tình hơn Đám đại lão gia rung đùi ngồi trong cơ quan Vì thế công tác đội đốc sát cố tình chậm lại chỉ thu được một phần tư giấy tờ và trang bị của đội chống trộm cắp, đều là hiệp cảnh. Thành quả ít, nhưng lời bàn tán nhiều, không biết vô tình hay cố ý, tuyên ngôn của lão cư lan truyền rất nhanh, tất nhiên không ai lên tiếng bên vực một hiệp cảnh tầng chót, song ánh mắt bất thiện ném về phía văn phòng lãnh đạo Cục Công an ngày một nhiều. 11 giờ 40 phút An gia lộ, Âu Yến tử dẫn tế muội tử khóc nức nở tới bệnh viện Vũ Cảnh số 3, chuyện của thử tiêu đã thông báo cho gia quyến, gia quyến của hắn ở thành phố chỉ có một người bạn gái. Tế muội tử hay tin thì bấn loạn, chỉ biết gọi điện cho An Gia Lộ, vừa vặn Âu Yến Tử đang thất nghiệp ở nhà tới ban xuất nhập cảnh thăm An Gia Lộ, hay tin bạn học bị thương, cùng nhau tới bệnh viện. Tinh tinh, em đừng khóc nữa, không sao mà. Âu Yến Tử khuyên nhủ. Hu hu, anh ấy làm sao thì em sống thế nào? Tế muội tử tới trước bệnh viện không dám vào nữa, sợ thấy cảnh không ai muốn thấy. Đi thôi, không sao, Lý Nhị Đông mới là người bị thương nặng nhất, thử tiêu chị bị đập một cái vào đầu. An gia lộ trên đường đi liên lạc khắp bạn bè rồi, biết kha khá tin tức. Ai dè tế muội tử càng khóc thảm hơn, chị An, thế anh ấy có bị ngốc không, còn nhận ra em không? Âu Yến tử vốn đang đau buồn, nghe vậy dở khóc dở cười, dọa, còn khóc nữa biến thành đồ ngốc đấy. An gia lộ ngăn lại, cô vợ nhỏ mà thử tiêu nhặt được này nhà ở thôn trên núi, không được đi học, 14, 15 tuổi đã đi làm công nhân ở xưởng may hàng giả, trình độ văn hóa vẻn vẹn ở tính tiền ghi sổ thôi, tình cảm thì vô cùng chân thành thuần khiết. Không ngờ cô nương không sợ, tuy khóc suốt nhưng giọng kiên quyết, nếu anh ấy bị ngốc, em cùng anh ấy về quê làm ruộng, em nuôi anh ấy, còn hơn làm cảnh sát suốt ngày đi biền biệt, lại còn nơm nớp lo sợ. An gia lộ mắng nhẹ Âu Yến Tử, nghe thấy chưa, đấy là tình yêu vĩ đại. Tế mụi tử, em yên tâm, cái đầu của thử tiêu có bị ngốc một nửa vẫn thông minh hơn người thường âu yến tử lè lưỡi đi tục lại nhìn cô nương nhỏ nhắn kia cảm giác rất hoang đường đi vào đại sảnh vừa vặn giải băng cùng một nhóm cảnh sát nữa từ thang máy đi ra an gia lộ vờ như không thấy tiếp tục đi qua nhưng giải băng bảo mấy đồng đội đợi chặn đường an gia lộ an gia lộ ngữ khí chế dẻo chà đội trưởng giải có chuyện gì à anh Giải Băng định giải thích thì Tế Muội Tử đã nhào tới hỏi thử tiêu thế nào, vội khuyên nhủ không sao, vừa rồi còn ăn bát mì to. Đối phó xong với Tế Muội Tử thì An Gia lộ đi mất rồi, Giải Băng không biết làm sao, đành thở dài đi theo đội ngũ. An An, làm sao thế, bạn và Giải Băng bái bai rồi à? Không ngờ hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Âu Yến tử chấn kinh vô cùng, cứ nghĩ đôi trai tài gái sắc này cứ vậy tiến thẳng hôn nhân, thành truyền kỳ ngưỡng mộ của mọi người. Sao bỗng chốc quan hệ ác liệt như thế? Mình và anh ta vốn chẳng có chuyện gì, mọi người tưởng tượng ra, thế nên cũng chẳng có cái gì gọi là bái bai hết. An Gia Lộ tuy kiêu ngạo hết mặt lên, nhưng nghe ra mùi vị thất tình trong đó. Chỉ là hôm nay không phải lúc truy cứu chuyện này, Âu Yến tử giữ thang máy, đợi Tế muội tử đuổi kịp cùng đi lên tầng năm, vừa đi ra thì có người hô, "Thử Tiêu, em gái, gái cậu tới." Lại có thêm hai cái đầu nữa thò ra nhìn, "Thử Tiêu" em gái kìa. Thế là thử tiêu vừa gặm táo vừa chạy, tức thì cắn luôn phải lưỡi, kệ đau chạy tới ôm tế mụi tử, tế mụi tử nổi giận, khóc lóc ầm ỉ, đấm vai hắn, sao anh không nói cho em biết? Sao không nói cho em, bị thương cũng không cho em biết? Lừa em, lại lừa em. Anh không lừa em, anh sợ em lo. Con mẹ đứa nào nói với vợ tôi thế? Đừng khóc, tinh tinh, anh không làm cảnh sát nữa, anh về nhà nấu cơm giặt quần áo cho em. Thử tiêu lau nước mắt cho tế mụi tử, tế mụi tử sờ giải băng dày trên đầu hắn, bi thương ngập cõi lòng, hai người ôm nhau khóc, khóc tới muốn ngập hành lang, làm hai cô gái An Gia Lộ và Âu Yến tử bị tình yêu vĩ đại làm cảm động đỏ hoe mắt không nở nhìn. Được rồi, yên tĩnh, đây là hành lang bệnh viện, làm cứ như là đường tình nhân vậy. Trương Mảnh không chịu nổi nữa, hai người này khóc làm không ít bệnh nhân thò đầu nhìn, cái cảnh nhìn sao cũng thấy giống diễn kịch lạc gia long cũng có chung cảm thụ quay sang nói với đám anh em này mọi người nói xem vì sao bi kịch động lòng người như thế không phát sinh trên người soái ca và mỹ nữ cứ lần này tới lần khác do thử tiêu diễn xuất đừng nói chua lết thế nếu có em gái như tế muội tử tôi chắc chắn sẽ lấy làm vợ tôn nghệ lẩm bẩm ngô quang vũ hít vai giờ cũng đâu muộn nhảy vào tranh với thử tiêu đi cậu có phần thắng cao hơn đấy Đúng là một đám không biết xấu hổ, đói khát tới độ em gái của anh em cũng muốn tranh à. Hùng kiếm phi trừng mắt lên với đám bạn học, lại thấy Trương Mảnh nhìn An Gia Lộ đang khuyên giải tới tế muội tử tới thất thần càng khó chịu hơn, đá một phát, đúng là vô dụng, không có gái thì chết à. Chết thì không chết, nhưng mà sống cũng vô nghĩa. Ngô Quang Vũ treo, này gấu chó, luyện đồng tử công tới tầng mấy rồi, có độ kiếp phi thăng nổi không? Hùng kiếm phi vì nhà nghèo, ngoại hình dọa chết con nhà lành, cho nên trước giờ luôn sống hình đơn bóng chiếc, nghe câu này có luôn, bàn tay lớn vương ra bóp cổ ngô quan vũ dạy bảo cách làm người. An gia lộ, Âu Yến tử vốn định hỏi tình hình Lý Nhị Đông, xong nhìn đám bạn học cũ nhốn nháo thế này thì đoán chừng là không có gì đáng lo nữa, lòng yên tâm hẳn. Đợi họ ồn ào một hồi, khi hai cô hỏi tới đám người này mới thở ngắn than dài, nói là ở phòng chăm sóc đặc biệt cách đây mấy gian, đã ngủ rồi, không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng không hề nhẹ, bị đâm vào ruột non, riêng phẫu thuật gần 3 tiếng, phải tĩnh dưỡng thời gian. Lạc Gia Long dẫn hai cô gái đi xem, cả đám cũng nhóm chân đi theo, rời hành lang, rẽ một cái, ngoài tấm kính, từng gương mặt quan tâm hiện lên, lúc này không một ai làm ồn nữa, đứng đó nhìn người anh em, người bạn nằm đó thiêm thiếp, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. 12 giờ, Tổ một đại đội hai qua camera giám sát giao thông căn cứ vào miêu tả khóa chặt hai chiếc xe gây án, chụp được một khuôn mặt mơ hồ, kỹ thuật hình sự từ chi tiết nhỏ nhặt nhất khôi phục lại nhận dạng. Công việc này không phải là khó, nhưng cần sự tỉ mỉ kiên nhẫn cùng rất nhiều thời gian. Cùng lúc ấy tổ 2 phát ra yêu cầu hiệp trợ điều tra với đội trị an thuộc phân cục hạnh hoa lĩnh, đồng công an đường ổ thành, mục tiêu là tìm hai chiếc xe vang lái qua phố thương nghiệp vào 4 giờ sáng, chuyện này làm khó họ rồi, ở cái phố thương nghiệp mật độ nhân khẩu đông đúc này, đa phần thương hộ dùng chiếc xe van nhỏ vừa kinh tế lại đa dụng đó. Rất khó tra. 13 giờ chiều, cục trưởng cục công an thành phố Vương Thiếu Phong liên cục hai lần gọi điện hỏi đại đội hai tiến triển của vụ án, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải bắt được nghi phạm trốn thoát và hung thủ về quy án. Trong điện thoại lãnh đạo gần như nổi trận lôi đình, rõ ràng sự kiện hôm nay làm ông ta tức giận hơn cả một vụ án mạng làm chấn kinh toàn thành phố. Thế nhưng Nguyên không phải do bản thân vụ án mà ảnh hưởng xấu vượt dự liệu của nó. Điều làm ông ta tức giận nhất là ở trên mạng một bài viết Đường ổ thành tội phạm tập kích cảnh sát, ba người bị thương, trong đó có miêu tả quá trình áp giải nạn nhân, nghi phạm là người xã hội đen gây ra, còn mập mờ ám chỉ nghi phạm là người có chỗ dựa lớn, nhiều lần bị bắt những được thả, không rõ lý do. Khó tránh người ta liên tưởng tới mặt u ám, bất lợi cho tiếng tâm cảnh sát lẫn hài hòa xã hội đợi khi cảnh sát mạng phát hiện ra thì trên mạng nhanh chóng tạo ra cơn sóng nho nhỏ bây giờ tin tức xấu về cảnh sát là món ăn được ưa chuộng của người dân rồi khi còn do dự thì chi đội cảnh sát mạng chi đội hình sự đồng loạt xin chỉ thị khó xác nhận tin tức đó không được khác nào nói với quần chúng sức chiến đấu của cảnh sát yếu kém nội bộ có vấn đề mà xóa đi cũng không được không gian mạng giờ khó kiểm soát hơn mấy năm trước càng che đậy càng giống thật không ai đo được sức tưởng tượng của quần chúng có thể đạt tới trình độ nào, đoán cảnh sát bị giết. Đoán cấp trên biệt miệng người không nghe lời cũng không chừng đâu. Cho nên đành chọn cách khuất nhục nhất là giữ im lặng, sau đó liên tục gây áp lực với cấp dưới phá án. Cũng may là sự kiện kháng lệnh tập thể kia còn chưa lộ ra ngoài, nếu không e là chấn động tới cả bộ công an rồi, bọn họ thành trò cười cả nước, không rõ lúc ấy đám truyền thông như kênh kênh rình sát thối sẽ dùng lời lẽ khó nghe gì. Tưởng tượng cái tiêu đề, hơn 40 cảnh sát kháng lệnh tập thể, là ông ta đã rung rồi, lúc ấy chẳng thể nói hiệp cảnh không phải là cảnh sát. Vương Thiếu Phong đi đi lại lại trong phòng, mấy lần thúc giục bên đốc sát bắt người, nhưng tiến độ quá chậm, chửi bới một hồi chưa hả, bấm một số điện thoại, bên kia vừa bắt máy rống lên, Ngụy Trường Hà, liệu chừng chùi cái bếp của anh cho sạch sẽ. Cũng nhận ra quyết định lấp liếm chuyện này của mình là sai, nhưng ai có thể đám hiệp cảnh đó vô tổ chức vô kỷ luật tới mức đó? còn cái thằng nhãi dư tội gì đó nữa, nhất định trừng trị đích đáng, bây giờ không còn cách nào khác, đành sai càng thêm sai thôi. Sự kiện dần dần lớn lên, nguồn lực cảnh vụ dần dần điều động tăng cường, nhưng tất cả vẫn không theo kịp tốc độ yêu cầu của cấp trên. 14 giờ 40 phút, Lý Nhị Đông lần nữa tỉnh lại, miêu tả quá trình bị tấn công, cuộc trao đổi vụ án tổ chức ngay ở bệnh viện, thiệu vạn qua mượn bệnh viện một gian phòng dùng tạm, hai tổ tập trung tin anh điều tra trong đội. Lý Hằng, Triệu Ngang Xuyên, Trần Thành Công, Phương Khả Quân, lại thêm vào giải băng vừa nổi lên, trong đội gọi 5 người này là ngũ hổ tướng của đội trưởng, từ buổi sáng tiếp nhận vụ án bận tới trưa, chỉ có cốc mì ăn liền lót dạ. Thiệu vạn qua xưa nay xưa này phong cách mạnh mẽ dứt khoát, vỗ bàn bắt đầu, vụ án chỉ có thế, nói khó thì cũng không tính là khó, thêm vào thời hạn và ảnh hưởng xã hội thì phiền lắm, nói đi, kiếm chỗ đột phá từ đâu, Lý Hằng, cậu trước, đây chính là người bị trọng thương ở vụ án Mai Thúy Quảng Châu, máu lửa thúc đẩy người ta nhanh chóng trưởng thành. Lý Hàng Lật ghi chép buổi sáng, manh mối camera giám sát, tôi kiến nghị là phụ. Chuyện xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút, mà xe bị khóa mục tiêu đi qua vào lúc 4 giờ sáng, tính theo thời gian. Bọn chúng tới ngoài đội chống trộm cắp vào 4 giờ 20, nói cách khác chúng chuẩn bị đầy đủ để đợi xe áp giải. Được, điều một tổ điều tra do cậu phụ trách, trọng điểm các xe vận hành không giấy phép, bao gồm xe cũ được thu gom về địa phương, ra xem trong thời gian đó còn có xe khả nghi tương tự không. Thiệu vạn qua an bài xong nhìn sang thiệu ngang xuyên, đây là cảnh sát cao lớn, thích cười đùa, khi thử tiêu và lý nhị đông ở đại đội 2, quan hệ rất thân thiết. Khi tôi tới đội chống trộm cắp thì họ đã thoát ly chỉ huy rồi, theo tôi thấy, loại chuyện này khả năng nội ứng ngoại hợp rất cao. Triệu ngang xuyên vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa để tôi nói một cách ngốc nghếch nhé, nếu tôi có một đám thủ hạ dám ra tay tập kích xe cảnh sát cướp người thì tôi đã đi cướp ngân hàng cho rồi, dù sao là trọng tội ngang nhau. Này, này, nói vào chủ đề đi. Thiệu vạn qua vỗ bàn nhắc nhở. À, chủ đề là chúng ta phá án không thể thiếu đội chống trộm cắp, nghi phạm bị cướp đi giả hạo thành, căn cứ vào ghi chép, bị đồn cảnh sát tạm giữ hai lần, bị đội chống trộm cắp giữ không dưới 6 lần, người hiểu nghi phạm nhất và đứng sau lưng hắn, hẳn đều ở đội chống trộm cắp nói có lý. Lát nữa cậu liên hệ với nghiêm đức tiêu và hiệp cảnh họ mau, bất mãn thì bất mãn, án vẫn phải làm, tôi nghĩ ở điểm này họ không từ chối đâu, nếu liên hệ được với đội viên thoát ly chỉ huy càng tốt. Thiệu vạn qua lại hỏi tới Trần Thành Công và Phương Khả Quân, một kiểm tra hiện trường, một điều tra bối cảnh, cơ bản nhất trí với lời khai người bị thương, vũ khí sử dụng là một dao ba cạnh, còn lại là ống sắt cùng gạch, trang bị tiêu chuẩn của lưu manh côn đồ, chẳng có gì để tra về phần bối cảnh giả hạo thành là ông chủ hiệu kinh doanh xe đạp điện ở đường ổ thành nhưng đăng ký pháp nhân là cha hắn đây là tên phú nhị đại tiêu chuẩn chơi bời cờ bạc gái gú gia thế không tệ có tiền chú lại là phó khu trưởng nghe nói sau khi xảy ra vụ án cha hắn lên tận chi đội hình sự nói rõ tình hình yêu cầu cảnh sát bắt thằng nghịch tử về quy án nói tới đoạn đại nghĩa diệt thân này thì thiệu vạn qua do dự lấy thuốc lá ra hút không thể không liên hệ với mấy cuộc điện thoại của chi đội trưởng khổng thánh nghiệp phiền đây theo thói quen vuốt mái tóc dựng đứng đội viên yên tĩnh vị đội trưởng này không giống cảnh sát ít nhất nhìn bề ngoài là thế một năm bốn mùa để đầu đinh nửa tất mặt dài như ngựa hai mắt sâu âm u mũi khoằm so với kẻ xấu trên phim thì có khí chất hơn một bậc vậy tiếp theo giải băng cậu nói đi cái đầu cậu nhạy hơn mấy người chúng tôi thiệu vạn qua che giấu vừa thất thần, điểm danh. Mọi người nhìn chàng soái ca vào đội chưa đầy một năm, ở đội 2 đều phải dựa vào bản lĩnh được người khác tôn trọng, mà giải soái ca mặt phân tích và phán đoán đúng là có chỗ hơn người, nếu không đã chẳng thể ngồi ngang hàng với những người lăn lộn trước họng súng mũi dao. Có vài điểm nghi vấn, thứ nhất, bảo đại nghĩa diệt thân thì tôi không tin. Giải băng mở màn bằng vấn đề ai cũng ngửi ra mùi, dễ nhận được đồng tình để triển khai ý tiếp theo. Thứ hai, Nghi vấn ở điều anh Triệu nói, kẻ dám tấn công cảnh sát không dễ tìm, gọi là được thuê đi thì đáng bao tiền nào. Đúng là cướp ngân hàng lãi hơn. Trừ khi có một loại tình huống, đó là bản thân nghi phạm chính là dân xã hội đen, mới có khả năng tổ chức gây án manh động như thế. Nghi vấn thứ ba, nói một câu khó nghe, với gia sản và quan hệ của giả hạo thành dù bị vào trại giam cũng chẳng thành vấn đề, hắn dư tiền để ném người ta ngất xỉu, tội tiêu thụ tan vật 2-3 năm thôi, bỏ tiền ra chạy cái án treo cũng dễ dàng vì sao phải mạo hiểm cướp người vô lý động cơ tấn công cảnh sát ở đây không có phòng hội nghị lâm thời im lặng cái vụ án càng bới càng thấy trái khoái này khiến người ta khó xử đều là hình cảnh lâu năm rồi cũng biết vài thứ không thể đụng chạm vào nói có lý đi theo lối suy nghĩ của cậu an bài thế này đi tiểu giải cậu và ngang xuyên chỉ huy một đội ra tay từ địa bàn của đội chống trộm cắp Lý Hàng, thành công, khả quân ba người tự phân công, tập trung tinh lực truy lùng hung thủ, chẳng có gì để nhấn mạnh, nghi ai thì nhắm vào kẻ đó. Tôi không quan tâm chỗ dựa với thân phận của hắn là gì, tôi cần kết quả, muộn nhất vào giờ này ngày mai tôi phải thấy tin tức xác thực. Thiệu vạn quan đấm bàn ra quyết định, kỳ thực là tránh nặng tìm nhẹ rồi, chỉ tìm nghi phạm bỏ trốn mà không đào sâu hơn vào vụ án vốn là nguồn cơn xảy ra vấn đề. Vụ án đó tạm thời giác lại đã đám đội viên tố chất huấn luyện cao đồng loạt đứng dậy đáp vân nhanh chóng thu dọn rời đi giải băng và triệu ngang xuyên ghé tai thì thầm bàn tán sau đó cùng tới phòng bệnh của nghiêm đức tiêu bên trong đang nói cười rôm rã giải băng vừa xuất hiện một cái là yên ắng ngay lúc ở trường hắn quá kiêu ngạo khinh người đặc biệt là với nhóm anh em của dư tội thì quan hệ càng ác liệt giờ hắn đã nhận ra sai lầm nhưng chuyện cũ thì không khắc phục được lúc này hơi lúng túng gọi đức tiêu tôi có thể nói chuyện với cậu không từng ra ngoài, ra ngoài đợi, mau lên. Triệu ngang xuyên thô bạo đuổi những người khác đi. Người trong đội như hùng kiếm phi tỏ ra khó chịu, An Gia lộ mặt lạnh lùng kéo Âu Yến tử và tế muội tử đi, trong phòng chỉ còn lại hai người người, giải băng ngồi xuống thở phào, may mà hắn và nghiêm đức tiêu còn có chút ân tình, ôn hòa nói, đức tiêu, cậu có thể liên hệ với người khác trong đội không? Nhắc một cái thử tiêu tỉnh ngộ, ý, Trậm lông, sao bọn vương bác đảng trong đội không tới thăm chúng ta nhỉ, con mẹ nó, thiếu tình nghĩa thế là cùng. Chắc là bận. Trậm lông có chút rầu rĩ, hắn cũng nhận ra điều này. Bận đến mấy cũng phải tới thăm anh em chứ, không tới thăm chúng ta thì tới thăm nhị đông, một lũ sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa. Thử tiêu càng nghĩ càng giận. Giải băng và triệu ngang xuyên nghe vậy liền biết hai vị này chưa hay biết gì về vụ nổi loạn kia, cố gắng hòa hoãn ngữ khí muốn hai người kia đừng kích động, sau đó dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất kể lại chuyện đội chống trộm cắp đã thoát ly chỉ huy, theo đốc sát hiện trường báo về, người cầm đầu gây chuyện chính là dư tội. Dư tội cầm đầu đội chống trộm cắp kháng lệnh tập thể thoát ly chỉ huy. Thử tiêu gợ một cái, thiếu chút nữa nôn cả bữa trưa, mặt cắt không ra máu, rậm lông thì ngồi cũng không vững, đều không tin, cuốn cùng truy hỏi giải ban đầu đuôi câu chuyện. Thử tiêu, có phải hôm qua dư tội tham gia thẩm vấn nghi phạm giả hạo thành không? Có phải là dùng thủ đoạn gì khiến người ta tức giận kiên quyết báo thù không? Triệu ngang xuyên kinh nghiệm lâu năm rồi, chuyện tương tự gặp không phải chỉ một lần. Không. Thử tiêu lắc đầu ngay lập tức, lúc này không thể ném đá xuống giếng như mọi khi được, với lại chỉ là dọa, có làm gì đâu, không thể tới mức bị báo thù như thế. Trậm lông cũng lắc đầu khẳng định, tuyệt đối không có. Vậy có thể liên hệ với họ không? đội đốc xác đang truy tìm họ khắp nơi đây không phải chuyện cậu ta giải quyết được đâu giải băng cố gắng nói thật hòa nhã sợ hai người kia phản cảm thử tiêu cũng cuốn lấy di động bấm số dư tội bấm đi bấm lại càng sốt ruột không liên hệ được ngoài vùng phủ sóng rồi vậy cậu biết cậu ta có thể làm gì không triệu ngang xuyên lại hỏi không liên lạc được lại không tới đây thăm mình thử tiêu biết dư tội muốn trả thù ngày y tới bệnh viện có khi mang theo cả hung thủ nếu bình thường hắn tin dư tội làm được nhưng giờ còn có vấn đề quan trọng hơn tìm hung thủ chứ làm gì anh không biết dư tội là loại người thế nào ai khiến cậu ta khó chịu cậu ta khiến người đó đái ra máu làm gì dễ dàng thế ngay cả cậu còn không nói được đặc trưng của nghi phạm nữa là giải băng không cho rằng hành vi quá khích của dư tội giải quyết được vấn đề gì thậm chí cản trở quá trình điều tra giải thích ý anh triệu là cậu ấy có khả năng đi đâu a à, tới nhà nghi phạm xem nói không chừng cậu ấy tới đó đập phá trút giận đó cũng là việc thử tiêu muốn làm trậm lông buộc miệng dẫn bao nhiêu người đi không phải là để phá cửa hiệu của giả hạo thành chứ triệu ngang giật mình không thể nào đập phá cướp bóc mà cũng dám làm à đó chính là phong cách của dư tội giải băng lẩm bẩm sao quên được lần y chịu chút thua thiệt kéo quân tới trường thể dục đánh người nhập viện đó cũng là sự kiện thay đổi con người hắn Giải băng đưa mắt ra hiệu rồi lui khỏi phòng, gọi điện hỏi đồn công an đường ổ thành xem có phái lực lượng tới địa điểm kia không, tà rồi, trống không, hai người vội vàng rời đi. Trong bệnh viện tin tức dư tội cầm đầu dẫn người thoát ly chỉ huy, còn giam giữ đốc sát bị cái mồm rộng của thử tiêu kể ra kịch tính gấp trăm lần. Đám bạn học ngã ngửa, lúc nãy còn trách móc y không tới, giờ hay rồi, bản thân xấu hổ với người anh em, ít nhất y không ngồi đó rơi mấy dọc lệ vô dụng chấn kinh chỉ mới bắt đầu mà thôi lạc gia long nhận được tin nhắn vội nói của dư tội mọi người đồng loạt ghé đầu nhìn sau đó cả phòng im thinh thít chỉ có lạc gia long lặng lẽ chuồn mất dư tội thông thả thu lại di động không phải là gọi điện cho lạc gia long mà vừa dối trá dỗ dành lâm vũ tịnh bảo cô rằng không có chuyện gì nghiêm trọng ngẩng đầu lên thì anh em trong đội đều đang nhìn y không còn có một bà chị tuổi có thể gọi là gì lúc này lâm tiểu phượng chỉ có thêm lo lắng thôi khi ấy kích động lên một cái là chẳng suy nghĩ gì nhưng mà ai nghĩ lại kéo theo nhiều người như vậy uy tín dư tội làm gì có lớn đến thế hình thành sự kiện kháng lệnh tập thể này có công không nhỏ của lâm tiểu phượng nếu là hiệp cảnh bị khai trừ cũng đành nhưng cô dù sao được đảng giáo dục được nhân dân bồi dưỡng làm cảnh sát nhiều năm sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy sao vào lúc quan trọng lại không tin tổ chức già đầu còn kích động lúc rời đội thì hùng hổ lắm tưởng giết người tới nơi rồi, rốt cuộc là chả làm gì hết, dư tội lại bảo mọi người trốn đi, nghỉ ngơi cho khỏe, cô không biết thở vào hay là khóc nữa. Hiệp cảnh chẳng sao, chỗ này không giữ anh, anh chẳng chết đói, nào bảo an, nào thành quản, có đâu là không cần người. Lâm Tiểu Phượng đành phải nắm quyền chỉ huy, phân chia mọi người ra để theo dõi những địa điểm quan trọng, vì từ giờ bọn họ không còn còn được hỗ trợ thông tin nữa, lúc đó chẳng khác gì mắt mù tai điếc không ngờ tới trưa nhận được tin nhóm cư quan minh bị đốc sát thu giấy tờ, tuyên bố khai trừ, những người chưa chạm mặt đốc sát mới sực tỉnh, vấn đề nghiêm trọng rồi. Mấy người đi theo Lâm Tiểu Phượng gần như là tin anh trong đội chống trộm cắp, Lâm Tiểu Phượng hơn 10 năm trong nghề, Dương Khương, cũng ở trong đội 6-7 năm, đang đợi một ngày tổ chức khai ân cho làm cảnh sát chính thức. Quan Kỳ Sơn trước kia ở đồn công an đường ổ thành, vì tay chân không sạch sẽ mà bị ném tới đội, còn có quách kiện từng làm ở phân cục Nam Thành, vì chuyện trợ cấp mà cãi nhau với phân cục trưởng, cũng đã tới đội chống trộm cắp nốt, 4-5 năm liền rồi. Trừ Dương Khương ra thì ai cũng là cảnh sát trong biên chế, ít nhiều có vấn đề, nhất thời kích động đứng ra thì dễ, chứ muốn họ mạo hiểm cả sự nghiệp thì dễ dàng nhìn ra đáp án thì ánh mắt dao động của họ rồi. Không thể nào. Làm sao đây chị Phượng? Quách kiện có đôi mắt nhìn ai cũng như đang gây hấn, Lâm Tiểu Phượng không đáp, trong đội cô có tư cách cao nhất, nhưng cả đời làm cảnh sát quen chưa bao giờ đưa ra quyết định trọng đại thời khắc này bảo cô nói gì chứ quan kỳ sơn cũng hỏi chị phượng nếu không chúng ta ra tự thú cùng lắm là đình chỉ kiểm điểm thôi mà đúng thế chẳng còn đâu đãi ngộ thấp hơi cái đội này nữa chẳng ai muốn tới đây công việc vẫn cần người làm họ chẳng lo bị đuổi đi lâm tiểu phượng bế tắc rồi quay sang dư tội y đang ngốc nghếch nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu bọn họ đang ở trong cái vườn hoa nhỏ thuộc tiểu khu huệ dân đường ổ thành ngồi trên chiếc ghế nghỉ dài bằng xi măng ai nấy đều hối hận dư tội cậu ngủ đấy à lâm tiểu phượng nhìn thái độ dư tội không vui đẩy vai y một cái cậu nói đi làm sao đây tôi nói cậu to gan quá đấy trước mặt bao người trộm cả giấy tờ của bên đốc sát nói tới chuyện này mọi người đều cười đội viên trong đội cơ bản đều là nửa tên trộm đó là quanh năm suốt tháng đối phó với trộm cấp học được cho nên không dễ qua mắt họ dư tội vẫn bộ dạng lười nhác tôi vẫn nghe mọi người nói chuyện đấy chứ chỉ là đang đợi đợi cái gì đợi cho sự việc chính mùi rồi mới dễ ra tay anh quang anh định về thật đấy à lãnh đạo đang lên cơn giờ mà về bị tóm làm điển hình ngay chắc chắn chặt đầu anh răng đe người khác quang kỳ sơn bị dọa cho hết hồn không dám nói chuyện trở về nữa vậy thì cậu bảo phải làm sao đốc xác đang đi khắp thế giới tìm chúng ta cho nên mới phải đợi sóng gió qua, đợi họ tới hết mấy chỗ khả nghi rồi rồi thì chúng ta mới hành động được. Nếu không khác gì đâm đầu vào rọ. Luật pháp không xử được số đông, các anh lại chẳng phải không biết. Nếu như bắt được hung thủ hoặc men theo manh mối này làm ra vài chuyện, khi đó chúng ta còn có thể ngẩng cao đầu mà về. Dư tội nửa dọa dẫm nửa dụ dỗ. Ra ra sau khi khi mà chúng ta không dám thò mặt ra, chúng ta đang ngồi đây cũng là điều tra đấy. Chính vì chúng ta làm lớn chuyện không ai dám bưng biết nữa, bên trên thế nào cũng sẽ phải gây áp lực cho đội khác phải nhanh việc này, chúng ta đợi họ ra ra manh mối thì chúng ta làm tiếp. Được, bắt đầu từ bây giờ, trong 10 phút chúng ta quyết định nên làm gì, tôi sẽ báo tình hình hiện tại cho mọi người xem, dư tội ngồi bệt xuống đất, nhặt cục đá vẽ hiện trường, đánh dấu vị trí xe, thuộc lại lời khai của thử tiêu, trậm lông cùng tiến triển các đội. Có tên nội gián lạc Gia Long, lại có anh em trong đại đội 2, muốn tin tức không làm khó được dư tội. Trong cái công viên nhỏ của tiểu khu, năm sáu người chụm đầu vào một cái điện thoại, mà bộ dạng thì trông không có ai là giống người tử tế, không biết bàn tính chuyện ám muội gì, vì thế cư dân đi ngang qua đều cẩn thận né tránh, thậm chí còn cân nhắc có nên gọi điện báo cảnh sát hay không. Không dễ ra, loại xe vang này ở khu chúng ta không một vạn cũng tám nghìn, còn chưa nói chúng đem về hóa trang lại. Quách kiện lắc đầu, suốt ngày lăn lộn ngoài đường lạ gì tình hình trong khu vực. Bây giờ chất lượng không khí không tốt, sáng sớm chạy bộ đeo khẩu trang khắp nơi, sẽ không có nhân chứng giá trị đâu. Lâm Tiểu Phượng chỉ ra khó khăn nữa. Với lại đã mấy tiếng rồi, nếu có tiền có quan hệ thì giờ đang ở máy bay tới Mỹ cũng nên. Quan Kỳ Sơn cũng là một câu mất nhuệ khí. Ở trong nhóm này Dương Khương không có quyền phát ngôn, chỉ biết nhìn dư tội chờ đợi. Chạy là cái chắc rồi, song mấu chốt không phải ở giả hạo thành hắn bị cướp đi chỉ là để di chuyển sự chú ý của tất cả mọi người thôi ánh mắt dư tội rất phức tạp chỉ lâm tiểu phượng mấu chốt là ở chị đấy nào là phân cục đồn công an đội hình cảnh đều từng triệu tập giả hạo thành thằng này là một đống phân không ai ưa hết nhưng mà bao lần như thế có ai rảnh mà đi cướp hắn đâu vậy thì khả năng là chị phượng vô ý đào trúng án tiêu thụ tan vật sao tôi thấy cũng không nếu thế thì phải cướp người từ tối qua mới đúng vài người trực ban lại mệt mỏi lơ là cướp người dễ như không tấn công xe cảnh sát cướp người đây là chuyện kẻ bị lừa đá mới làm có cái bản lĩnh này tôi chặn đường mấy xe bọn nhà giàu cướp tiền cũng ăn lớn chuyện xảy ra sau khi chị phượng báo cáo lên trên làm thủ tục bắt giữ chứng tỏ cái gì chúng che giấu chuyện khác lâm tiểu phượng khẳng định chắc chắn cô đã suy nghĩ suốt từ lúc đội bị phong tỏa giả hạo thành chỉ là thằng hoàng khố ăn chơi phá phách không đáng để ai mạo hiểm vì hắn nhưng mà trong nhà hắn thì có là chỗ dựa của hắn đúng rồi tội tấn công cảnh sát cướp người còn nặng gấp chục lần tội tiêu thụ đồ trộm cắp khẳng định là sợ chuyện bị đào bới ra hơn nhưng chúng ta ra tay từ đâu mọi người nhìn thấy một tia hy vọng trong bóng tối chị phượng thế nên tôi nói mấu chốt ở chị chị nghĩ xem bắt đầu từ lúc nào chị thấy vụ án này khiến chị hưng phấn vấn đề ở đâu ác quy nhìn thấy là tôi biết chuyện không nhỏ lâm tiểu phượng đáp ngay tức thì sau khi tôi phong tỏa số ác quy mới gọi điện cho đội trưởng báo cáo xin lệnh bắt tôi đi cùng tiểu quan quan kỳ sơn cũng đi theo không hiểu cái đó có gì quan trọng trong kho là lão già cách nơi này không xa tin tức hẳn là từ đó truyền ra rồi mới gấp gáp chuẩn bị vụ cướp dư tội nói cực kỳ chắc chắn vụ án này tưởng khó chứ kỳ thực không hề khó Thứ nhất chúng sử dụng chiếc xe không ai tra ra được, nói lên chúng cực kỳ hiểu tình hình khu vực này, vậy là người bản địa gây án. Thứ hai, đeo khẩu trang, có vẻ thông minh đấy, nhưng lại đi dùng gạch, ống sắt, dao ba cạnh, càng chứng tỏ đều gấp gáp gây án, chọn ngay thứ quen thuộc, tố cáo thân phận lưu manh của chúng. Thứ ba, trong thời gian ngắn như thế có thể suối được người ra tay với cảnh sát đâu dễ, bằng điều kiện này chúng ta sàng lọc được 99% người trong khu rồi mọi người mắt sáng dần, hệ số khó khăn giảm xuống, ai này bắt đầu duyệt qua những kẻ đáng nghi trong địa bàn, lưu manh thì có thể bọn từng có tiền án tiền sự mới không sợ cảnh sát, còn kẻ tổ chức phải có tiền, có quan hệ mật thiết trong giới, lại có quan hệ với giả hạo thành. Lâm Tiểu Phượng nắm chặt tay, giờ chuyện lớn như vậy, có khả năng bảy phần là chúng đã trốn đi, kẻ nào thỏa mãn điều kiện lại không còn ở địa phương thì chắc chắn chính phần có tham gia rồi. Không ngồi yên được nữa rồi, ngồi yên chỉ thêm sốt ruột, mọi người đều thúc giục dư tội cũng không thể làm mất sĩ khí thời cơ chưa đủ chín mùi hành đông đã vậy đoàn người lên xe buýt trên xe gặp người quen là hai thằng trộm đang kiếm cơ hội hành nghề chào hỏi rất thân tình lại còn trả tiền xe cho họ rồi mới đi mọi người chỉ biết nhìn nhau cười trừ loại người đó thì chịu thua rồi bắt đi bắt lại thành người quen quen tới mức chẳng còn coi nhau như giai cấp đối địch nữa rồi quang kỳ sơn chỉ cửa hiệu chuyên kinh doanh xe điện nhã địch giới thiệu cho dư tội đó là hiệu của giả Hạo Thành, trông cũng ra dáng lắm, hai tầng, mặt tiền rất rộng, mở cái cửa hiệu đó phải vài chục vạn chứ không ít, mục tiêu bọn họ không ở đó mà nhà kho cách nơi này hơn 2 km. Xe đi vào ngõ hướng Dương, đây là ngõ lớn đủ cho cả xe đi qua, khi tới nơi, Lâm Tiểu Phượng đưa tay ngay mọi người nói nhỏ, chính là nơi này, hôm qua thẩm vấn hai tên trọng bị giam trong đội, theo lời khai của bọn chúng, giao dịch ở nơi này, tôi liền đi ra ra được kho cách nơi giao dịch chưa tới một km hai người niêm phong thế nào quách kiện hỏi lúc đó còn làm thế nào được ghi lại lời khai danh sách cấm chúng đụng chạm vào sau đó là chị phượng gọi về đội xin lệnh chính thức sau đó xảy ra chuyện kia quan kỳ sơn gãi đầu nói đã thấy vấn đề thế là xong ai cũng biết bọn chúng đem đi cả rồi thời buổi này còn mấy ai coi cảnh sát ra gì đặc biệt là kẻ có tiền xuống xe một cái đã có hai người ăn mặc như lưu manh đường phố tới gần là đội viên của họ sau khi rời đội theo an bài của lâm tiểu phượng tới đây canh chừng nói là cả phân cục ba và đốc xác đều đã tới đây ôm cây đợi thỏ xong hết trưa không thấy nên đi rồi sau đó không có gì khác thường tiếp tục để họ cảnh giới ở đầu ngõ mấy người còn lại cúi đầu thương lượng với nhau rồi chia làm ba nhóm lâm tiểu phượng và dư tội trực tiếp gõ cửa chính đây là kho lớn do hai tứ hợp viện sửa thành gõ hồi lâu mới có người ra mở cửa lâm tiểu phương dơ phù hiệu còn nhớ tôi không dạ có mời mời ông già trong cửa khúng núm không mình lâm tiểu phượng đi đầu đi xem chỗ ác quy mấy người không động chạm vào chứ không ạ à, không ạ à, tuyệt đối không dám trong cửa hết sức khách khí chẳng khác gì người làm với bà chủ không thể chê trách gì ngoài sân chất thùng xe đạp cao hai ba người men theo thang đi xuống đất Góc trái chính là số ác quy mà Lâm Tiểu Phượng niêm phong hôm qua, to bằng hai viên gạch, chất thành đống. Là thứ này à? Sao tôi thấy không giống? Lâm Tiểu Phượng đánh mắt ra hiệu cho dư tội, đổi rồi. Không đổi mới là lạ, dư tội ngồi xuống nhìn, vẫy tay gọi trong cửa tới, này, dở trò đấy à, chỗ ác quy này chảy nước cả rồi, nhặt ở đâu đấy, cái hôm qua chuyển đi đâu rồi? Úi, úi, đồng chí cảnh sát ơi, quan tài đình, quan tài đình mà, chúng tôi nào dám làm chuyện đó, nơi này vứt ắc quy cũ mà khách hàng thay. Thật, chị cảnh sát, đêm qua chị tới có phải không nhìn rõ không, một cái bảy tám cân, chân tay tôi thế này chuyển sao được. Với lại toàn là thứ vứt đi, chuyển đi đâu. Trong cửa thề thốt, sợ cảnh sát không tin. Có điều cái bản mặt này dư tội quá quen rồi, giống như cha hắn đường đường chính chính vỗ ngực nói. Hoa quả nhà tôi tuyệt đối không có chất gây hại. Chị Phượng, nên tra nguồn gốc chúng, giờ toàn bộ xe điện trong thành phố phải trăm vạn cái, nếu dở trò phát tài dễ lắm. Chỗ này càng nhìn càng giống ổ tan vật. Dư tội phủi tay đứng lên, vờ bỏ đi. Lâm Tiểu Phượng không tra được thì Phật ý mắng, này Dương Trọc, đừng dở trò với tôi đấy, đừng nghĩ tôi không nhìn ra, chuyện này chưa xong đâu, cứ đợi đấy. Ái già, chị cảnh sát, chị nói gì thế, sao tôi không hiểu? Chúng tôi xưa nay tuân thủ luật pháp, nộp thuế theo quy định, chị không cho chúng tôi thu hồi ác quy cũ thì về sau chúng tôi không thu hồi là được không tiễn trong cửa có vẻ giận lắm tiễn người đi xong đóng sầm cửa lại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha